Trời ơi, mày là mày AI rồi. Mày là ảo thuật ở trên YouTube. Thằng này là ảo thuật hay lắm. Ta đang quay phim về ảo thuật. Ai bạn muốn ảo thuật xem? Từ có. Được, vậy hả? Ta đang chọn một cái bài. Nhiều bài của mình chọn cái nào? Cô chọn cái này đi, cái này đẹp không? Cái này đẹp không? Sau khi chọn, cảm ơn hai bạn cho máy quay phim xem. Đừng quay. Ủa, coi này. Cái này đẹp đấy nhá, nhớ nha. Xong chưa? Xong rồi. Bỏ lại. Không phải. Tại nào có một điện thoại. Vô phòng tôi, con rồi xem cái yearbook lớp 9 của con nha. Mẹ mới nói là ở trong yearbook có hình tôi với bạn anh vợ. Có cái hình của nam bạn của anh vợ cái gì hay đâu. Bạn của anh vợ cái gì hay. Giơ quần lên. Mới giơ áo lên rồi rơi quần hả? Giơ quần. What? Trời ơi. Cái chiếc đũa hả? Chiếc đũa. Tôi đừng có bỏ đồ lên tôi nữa. Bỏ tôi lên rồi, mình nữa. Rồi. Mình có cái chiếc bài bây giờ kia chiếc đũa. Đừng làm nữa. Rồi. Ai có bóp? Thằng này có bóp nó mới mua áo này cho con rồi. Dạ. Bây giờ. Tôi giàu. Giàu hả? Rồi. Mày lấy bóp. Và xem bằng cái lái xe. Bằng lái xe, nó coi bằng lái xe có cái gì hay đâu. Bao nhiêu? Bao nhiêu? Tôi biết rồi mà. What the F? Cái gì? Tôi là Nam Ace of Spades. Nam Ace of Spades cái gì? Ôi! Này in vô cái này luôn hả? Này in vô cái này luôn. Mày in vô cái thẻ của tôi luôn hả? Làm gì hay vậy? Tôi mà. Ôi! Trong đó có gì vậy? Này hả? Nước còn cám. Nước cam nó mới mua mình đo rồi. Cái gì? Không có. Kì khác màu cam. Cheese. Mà làm cái gì mà bỏ nước cam vào miệng tôi hả? Nước cam của nó đâu phải tôi đâu. Uống mà. Thôi. Trong bao đó có gì vậy? Trong bao này hả? Mày okay. Mua áo không? Yeah, cái áo này màu xám cái gì đâu? Hay quá, màu áo này màu xám. Mua áo là màu xám hả? Dạ. Yeah. Hai bạn có mua một cái Yoshi không? Đâu? Yoshi là cái gì? Forever 21 đâu có mua cái gì? Yoshi, what the heck? Cái Yoshi? Mày cái áo này hả? Cái áo này của tôi đâu rồi hả? Cái con này con gì vậy? Rất to hơn đầu luôn á. Trời ơi, mày ơi, cái áo này của tôi ở đâu rồi hả? Cái áo này. Nó hư luôn rồi, cái áo nó hư rồi. Mình mới mua 100 đồng mà bây giờ nó hư luôn rồi. Thằng này áo này mới mua 100 đồng Forever 21, mày làm như vậy thì nó nhãn ra hết rồi. Tao sẽ không làm hết. Mở tấm hai bạn coi cái này nè. Coi cái gì? Coi cái gì? Ồ, thấy này rồi. Dạ, cái kia. Nhìn cái chân của nó kia.
bọn em giờ đến chừng quá đã không ạ, quá 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 Tôi đang quay, quay để mày cho nó xuống đi. Cho tôi xuống. Mày cho nó xuống đi. Ôi, nó đang bay mày ơi, mày cho nó xuống đi, nó ngã nó. Tôi không thích cái mày ơi, mày để nó xuống đi. Buông nó sao? Mày đâu có cái gì ở dưới chân nó đâu, mày để nó. Mày cho nó xuống đi, mày cho nó xuống đi, nó bị. Thôi, ta sẽ cho nó xuống. Tôi không, cho nó xuống. Hai. Cho nó xuống. Ba. Bùi, mày nó đau. Tôi sợ quá. Phải làm cái gì? Bây giờ ta sẽ làm một cái áp thuật nữa. Thôi. Đợi một chút. Tôi sẽ gọi cảnh sát coi. Đừng cho nó vô đi. Tôi sẽ gọi cảnh sát không mày. Đợi một chút. Quá. Nó mới đai nước ngọt ngọt. Nó mới đai nước ngọt cam. Nó có đau không Vũ?